Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, phần giới thiệu những tình khúc tiêu biểu của các nhạc sĩ thuộc thế hệ thứ 3, thứ 4, sáng tác theo một khuynh hướng riêng biệt. Tuần này và tuần tới, chúng tôi xin nói về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Có thể nói, trong làng tân nhạc Việt Nam, Trịnh Công Sơn là người gây tranh luận nhiều nhất về nội dung tác phẩm cũng như lập trường vị trí của ông trong cuộc chiến vừa qua. Vì thế, để tránh những ngộ nhận có thể xảy ra nơi thính giả, chúng tôi xin được lặp lại những gì đã minh định trước đây khi bắt đầu loạt bài 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam. Đó là tự chủ đề tình ca đã nói lên phạm trù và giới hạn của chương trình này. Theo đó, sự lựa chọn những ca khúc tiêu biểu, việc nhắc nhớ tới các tác giả đã góp phần trong suốt chiều dài 70 năm của dòng nhạc tình Việt Nam đã vượt lên trên lập trường chính trị cũng như cuộc sống cá nhân của từng tác giả. Bởi vì, cũng giống như trong các bộ môn nghệ thuật khác, dù thời thế thăng trầm, lòng người đổi thay, chân giá trị của những tác phẩm để đời sẽ không bao giờ bị mai một. Và sau đây, mời quý thính giả cùng bước vào dòng nhạc tình của Trịnh Công Sơn. Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em ấy thua mắt xanh xao. Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhờ, đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhờ, buổi chiều ngồi ngóng chân em âm thầm lá đường, chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa. Chiều nay còn mưa sao em không lại nhớ, mai trong cơn đau vui làm sao có nhau hằn lên nỗi đau. Bước chân em xin về mau, mưa vẫn hay mưa cho đời biến động. Làm sao em biết bia đá không đau, xin hãy cho mưa qua miền đất rộng. Ngày sau sỏi đá cũng cần có Trịnh Công Sơn nguyên quán Huế nhưng ra chào đời tại Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk năm 1939. Nhà báo Đặng Tiến, một người bạn thân của Trịnh Công Sơn còn cho biết thêm, Trịnh Công Sơn tránh quán làng Minh Hương, tổ tiên là người Trung Hoa. Làng Minh Hương ngày nay đã sát nhập với Bao Vinh để trở thành xã Hương Vinh. Trịnh Công Sơn là con trai lớn trong một gia đình buôn bán khá giả giữa trung tâm thành phố Huế, gồm 8 người con, 3 trai và 5 gái. Ông theo học chương trình Pháp tại Lycée Français cho tới hết trung học đệ nhất cấp, sau đó vào Sài Gòn học trường Jean-Jacques Rousseau, tiếp theo là trường sư phạm Quy Nhơn, rồi đi dạy học vài năm ở Lâm Đồng. Trịnh Công Sơn thích ca hát từ nhỏ, 10 tuổi đã biết xướng âm, chơi đàn mandolin và sáo trúc. 12 tuổi, ông chuyển sang đàn guitar. Trịnh Công Sơn cho biết ông bắt đầu viết ca khúc rất sớm, nhưng không giữ lại bản nào cho tới khi viết bản Ướt Mi vào năm 1958. Mà sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý thính giả qua tiếng hát Thùy Dương. Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai như chơi vơi. Buồn ơi trong đêm thâu, ông
Sau khi Ướt Mi được nhà xuất bản Nhạc An Phú ấn hành vào năm 1959, đồng thời được tiếng hát liêu trai của Thanh Thúy trình bày lần đầu tiên tại phòng trà Văn Cảnh, tên tuổi của Trịnh Công Sơn bắt đầu được mọi người biết tới. Cũng nên biết, trước khi trở thành nhạc sĩ, Trịnh Công Sơn đã là một thi sĩ. Vì thế, sau thành công của bản Ướt Mi, được bạn bè khuyến khích, ông đã phổ nhạc khoảng 10 bài thơ của mình, trong đó có bản Nhìn Những Mùa Thu Đi. Năm 1963, ông sáng tác thêm một số tình khúc sau này rất được ưa chuộng như Diễm Xưa, Tình Nhớ, Hạ Trắng, vân vân. Tuy nhiên, ca khúc đầu tiên đã khiến Trịnh Công Sơn thực sự nổi tiếng phải là bản Lời Buồn Thánh, được Bạch Yến thu vào đĩa nhựa và phổ biến rộng rãi trên các đài phát thanh. Theo hồi ký của Phạm Duy, Lời Buồn Thánh cũng là một trong những ca khúc đầu tiên Trịnh Công Sơn trình bày tại Quán Văn vào khoảng năm 1965. Quán này nằm trong khuôn viên Đại học Văn Khoa ở Sài Gòn, do nhóm sinh viên khai hóa chủ trương vào thời kỳ cực thịnh của phong trào phòng trà. Lời Buồn Thánh, cùng với những sáng tác của Trịnh Công Sơn trong những năm đầu, như Ướt Mi, Diễm Xưa, Tình Nhớ, Hạ Trắng, Nhìn Những Mùa Thu Đi, được xem là những bản nhạc tình thuần thúy, có thể chất chứa ít nhiều ưu tư cho thân phận, nhưng chưa nhuốm màu phản chiến. Nét nổi bật trong nhạc tình của Trịnh Công Sơn là buồn, rất buồn. Riêng bản Lời Buồn Thánh, những ai yêu thích nhạc ngoại quốc, khi nghe ca khúc này hẳn sẽ liên tưởng ngay tới bản Chủ Nhật Buồn, tức Sombre Dimanche của Serge Gainsbourg, bản nhạc mà nghe nói đã có người phải tự tử vì nó. Lời Buồn Thánh của Trịnh Công Sơn, như tựa đề đã báo trước, có lời hát rất buồn. Thế nhưng ý nghĩa thực sự của tựa đề Lời Buồn Thánh là gì? Cho tới nay, hình như chưa có ai giải thích được một cách thỏa đáng. Trong căn gác điều hiu, ôi tiếng lá xanh xao của một buổi chiều, trời mưa không dứt. Trong căn gác điều hiu,
xa.